Xin chào các bạn. Trong bài học này mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách sắp xếp tháng ở trong bộ lọc slicer trong Power BI để có thể thể hiện được tháng theo thứ tự đúng theo tên của tháng từ tháng 1 tới tháng 12. Vấn đề thường gặp xảy ra khi chúng ta tạo bộ lọc theo tháng như sau. Ví dụ ở đây mình có một cái bảng là bảng calendar, là bảng lịch. Tại bảng lịch này thì mình có các thông tin về ngày, tháng và năm. Trong đó tháng chúng ta có thể có những cái cột tháng về tên viết tắt tiếng Anh hoặc là tên viết đầy đủ theo tiếng Anh. Khi các bạn tạo slicer liên quan tới tháng, ví dụ ở đây mình tạo một slicer và mình chọn tháng theo tên viết tắt của tiếng Anh đi là month 3 chữ M. Thì thông thường bộ lọc tháng theo tên viết tắt của tiếng Anh, các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có các cái tên 3 chữ cái đầu. Nhưng mà ở trong slicer này thì Power BI lại tự động sắp xếp theo thứ tự chữ cái theo vần ABC từ trên xuống dưới. Như vậy các cái thứ tự về tháng đã bị đảo lộn đi rồi. Các bạn có thể thấy là tháng 4 thì lại xếp bên trên, rồi tháng 8 nó theo thứ tự ABC chứ nó không theo thứ tự tháng từ tháng 1 tới tháng 12 nữa. Và mục đích của chúng ta là làm thế nào để có thể sắp xếp lại slicer tháng theo thứ tự từ 1 tới 12 đúng theo số tháng chứ không phải là theo chữ cái tiếng Anh. Thì để làm được điều này, chúng ta sẽ thực hiện như sau. Đầu tiên, chúng ta sẽ phải tạo thêm một cột thông qua công cụ là New Column trong thẻ Modeling. Tại New Column này, các bạn có thể đặt tên cột là Month Number. Đó, số tháng sẽ bằng, các bạn sẽ lấy theo bảng Calendar, tức là lấy theo tên bảng nhé, và lấy theo trường ngày tháng, cái trường mà chứa dữ liệu ngày là key. Ví dụ ở đây mình có cột date key và cột này sẽ thể hiện các giá trị về con số ngày tháng năm đầy đủ, và từ con số ngày tháng năm đầy đủ này chúng ta sẽ lấy riêng trong phần month no, tức là số tháng, lấy theo số tháng nhé, và nhấn enter. Như vậy mình sẽ có thêm một cột ở trong bảng là cột month number. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào cột month thể hiện giá trị tên tháng viết tắt theo tiếng Anh. Khi các bạn bấm vào đây thì trên thay công cụ của Power BI sẽ xuất hiện một thẻ là Column Tool. Tức là thẻ này sẽ cho phép chúng ta thay đổi các cái thiết lập liên quan tới cột. Cụ thể chúng ta đang thiết lập cho cột month có 3 chữ M. Đó. Cột nào chúng ta dùng cho slicer thì các bạn bấm vào cột đó. Và tại cột này các bạn sẽ chọn mục là Sort by Column. Tức là không sắp xếp trực tiếp theo nội dung của cột mà chúng ta sẽ sắp xếp dựa trên một cột khác. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ sắp xếp dựa trên cột là month number. Như vậy các bạn có thể thấy trong slicer kết quả đã tự động thay đổi. Tên tháng ở đây đã được sắp xếp lại theo thứ tự từ tháng 1 tới tháng 12 chứ không còn là theo thứ tự chữ cái tiếng Anh nữa. Và nếu muốn các bạn có thể thay đổi slicer này về dưới dạng là danh sách theo chiều ngang, không phải là danh sách chọn theo chiều dọc nữa, thì các bạn sẽ bấm vào cái phần biểu tượng format của slicer. Ở dưới dạng slicer là list thì chúng ta sẽ chọn phần orientation, tức là chiều của danh sách, và chọn nó theo chiều ngang. Đó. Và như vậy chúng ta thấy là danh sách này đã được sắp xếp theo chiều ngang và thứ tự của nó sẽ là từ 1 tới 12 tương ứng theo tên tiếng Anh chứ không phải là theo chữ cái ABC nữa. Về bản chất, việc sắp xếp thứ tự cột month theo tên tiếng Anh viết tắt, chúng ta lấy theo cột mà chứa giá trị con số để thể hiện nó là con số tăng dần. Nếu như trong bảng của bạn mà không có sẵn các cái cột thể hiện số tháng dưới dạng con số như là số 1, số 2, số 3, đấy thì chúng ta phải tạo riêng một cột là cột month number. Cột month number này sẽ lấy giá trị số tháng từ cột chứa giá trị ngày tương ứng với cột date key. Ví dụ nhé, mình sẽ xem lại phần bảng này. Đấy, các bạn thấy là với cột date key chúng ta sẽ có là thông tin đầy đủ về ngày tháng năm. Nhưng mà khi mà chúng ta tách ra các cái cột số riêng, ví dụ như là cột month number, thì kết quả trả về sẽ là dưới dạng các con số. Trong trường hợp bảng của bạn mà đã có cột đáp ứng cái điều kiện này rồi, ví dụ như là cột month tách riêng các con số tháng từ giá trị date key ra, thì chúng ta không cần phải tạo thêm cột month number nữa, mà các bạn hoàn toàn có thể sắp xếp cột month theo tên tiếng Anh viết tắt này dựa trên cột giá trị số tháng mà chúng ta đã có, tức là cột month bình thường thôi, không cần phải thông qua month number nữa thì vẫn đáp ứng được hoàn toàn yêu cầu này nhé.
Trong phần hướng dẫn này thì mình hướng dẫn các bạn thêm về cách tạo ra giá trị số tháng từ một giá trị ngày. Thì như vậy các bạn sẽ chủ động hơn trong các dạng bảng khác. Thì đây sẽ là một thủ thuật rất là hay cho các bạn để chúng ta có thể tạo ra các cái bộ lọc slicer theo tháng rất là dễ dàng để sử dụng. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của chúng mình nhé. Nếu thấy nội dung này hữu ích, đừng quên like và subscribe kênh của chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.